đối với manager thì cô biết làm sao? Thí dụ người đó có làm hớt cô hay làm đau khổ sẵn cô, nhưng nếu mà cô thấy người ta có một cái hoàn cảnh nào đó mà phải nghiệt ngã gì, cô cảm thấy mình quên hết, cô thấy cô muốn giúp, mình sống mình thấy mình khỏe. Yeah, hay quá cô, thật sự luôn. Cô nói Chelsea, bản thân Chelsea vậy chứ thật nhát lắm. Nhưng không phải nhát mà mình không có muốn làm lớn chuyện. Cái những chuyện mà hồi xưa Chelsea của Tùng cũng là làm này làm kia, mà những chuyện mà làm mình bất mãn mình không có đem tới manager, mình cũng không nói với người đó luôn, mình cứ giữ im. Cuối cùng giống như nói cuộc sống, sức khỏe và đời sống thì nó làm ảnh hưởng bản thân mình. Khi giống cô nói là mình áp lực rồi mình bị emotional stress, cuối cùng mình bệnh, mình tự mình làm mình bệnh. Mình không có muốn nói với ai, tại mình giống như mình bị mất đi cái lòng tin. Thì là xong rồi, nhưng mình đã cô nói cái câu đó hay. Thì trước khi cái gì cũng nói manager thì mình nói chuyện với người đúng trước, rồi. Đối mặt. Trước khi mình nói manager, mình bằng cái tình cảm mình nói. Trước hết là mình đứng lùi, mình lùi lại một bước. Mình cứ lùi lại một bước là nói là em thiết tha em muốn đứng lại nhìn em có gì em không tốt để em sửa đổi. Thì em nghe không biết thế nào sửa đổi. Em tin rằng chị có thể giúp cho em được nhiều. Rồi chẳng là nó nói ra bằng cái tình cảm của mình trước. Forget đi đó, rồi nói là rồi rút ra em từ cái ánh mắt của em, từ cái lời nói của em, mình không gây không gì hết, không cầm lên, nhưng muốn đây là mình một người bạn để em đứng lại nhìn em để em được tốt hơn, thì vì cái chung để làm việc để đem cho chị cái niềm vui cũng như em cái sự cái niềm vui. Em nói vậy biết đâu cô ta sẽ lắng lòng, con người ta ai cái lương tâm ai cũng có hết, biết đâu người ta hiểu được em thì đó là một người bạn tốt. Good for em sau này là sao? Rồi sau đó nếu mà giải quyết không được nữa hay là bạn em hết sức mà bạn lại cứ ầm ầm lên có witness cái gì đó thì là thì em có thể là nói chuyện manager làm gì, không phải là cầm len nhưng làm gì vì một cái đích chung để cái company của em nó đi lên. Để làm gì giữ một cái làm việc nhau. Các em nhớ rằng là chúng ta làm việc đó, em đi làm một ngày em gắn bó thì ở nơi làm việc bao nhiêu rồi nó dài hơn ở nhà, em hiểu không? Dạ đúng. Cho nên nếu mà mình làm được những gì hết bằng tầm tay của mình để mình tìm thấy một để mình không bị stress cho người khác, bị stress đem sự an bình là cái niềm vui cho cho mình, cho người khác. Chelsea cảm ơn cô Cathy và quý vị đang lắng nghe. Thì ai mà trong trường hợp Chelsea hay là có thể là dữ dội hơn hay là nó ít hơn như thế nào đó, có thể dự giống như cô nói là mình phải là lùi lại một bước. Mình mở rộng với tấm lòng của mình ra. Nhiều khi cái người đó giống như cô nói câu rất là hay và ai cũng có tấm lòng hết, nhưng mà đối ai cũng còn cái lương tâm trong lòng hết. Nhưng mà đối với Chelsea có nhiều người họ giống như họ bị gì cái gì đó của họ, bản thân của họ, họ quên đi cái chữ mà giống như nó chung vì cái mục đích sao cho chung. Thì con thật sự luôn á là Chelsea cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn bề trên lúc nào cũng phù hộ cho Chelsea hết. Nhưng mà hôm nay á, nó một cái mà cô nói rất là giúp cho Chelsea để mà giải quyết được cái vấn đề mà nó nằm từ hồi hôm Tết tới giờ luôn á cô. Mới ngày đầu Tết là mình đã bị như vậy rồi, mình không biết phải nói như thế nào nữa. Và chắc bây giờ Chelsea muốn hỏi cô, khi mà mình nói về cuộc sống và sức khỏe, cô có còn là thêm mấy những mà không biết là cô dạy học trong trường thì cũng có nhiều người giống như cái trường hợp như mình, thì hay nói mình nói về vợ chồng xích mích đi. Okay. Hay là nhiều khi vợ chồng có nhiều ai cũng thích cái gì đẹp hơn hay là mèo mỡ, thì một người vợ họ nên xử quyết làm sao với người chồng mà họ đang đa nghi, người chồng nó đang có một người thích ăn phở hơn cơm. Ok, yeah. Thì cô cũng xin phép chia sẻ cho các bạn. Thì đối ra học trò nhiều đó, lúc ra cô nghe tâm sự này tâm sự đứa kia rồi cô rất là thương. Tại vì đối ra thi đó là bây giờ mình có những cái đam mê rất là kỳ lạ, tức là một cái hướng nhìn cái cục lại còn lại rất là lạ là trường và học trò như là một cái gia đình thứ hai của cả thị. Thì em cũng đây là người học trò. Bây giờ cô xin phép để trả lời em bây giờ. Bây giờ trong một nói như đề hôn nhân. Dạ. Cả thị chưa đầy đủ tất cả kinh nghiệm sống để nói lên cái quan điểm sống cho tất cả, để chia sẻ quan điểm sống, nhưng cả thị muốn chia sẻ bằng tất cả những ý tưởng trong lòng cả thị và những gì cả thị đã nhìn qua bao nhiêu học trò hay là chính cuộc đời. Có thể nói là cũng nhiều cái thăng trầm của mình. Giờ trong việc nói về hôn nhân, hai người đã là hai sự khác biệt rồi. Các bạn biết chưa? Hai người đã là hai sự khác biệt rồi. Nếu chúng ta không có một trái tim chân thật thì là một big problem, là một vấn đề rất là lớn. Nếu nói là trong hôn nhân
là bạn đã thật sự yêu thương. Khi nói là một cái gia đình thật sự nhé, bạn đã có một trái tim thật sự yêu thương nhau, mình mới đi đến hôn nhân. Thì hai người đã là hai sự khác biệt. Nếu bạn có một trái tim thật sự, thì chúng ta sẵn sàng vứt bỏ những cái gì riêng rẽ, cồng kềnh riêng rẽ với nhau, để cùng nhau đến một đoạn đời, một con đường đến cuối cuộc đời. Và trong cái bản thân, đúng ra bây giờ cái Thi nói ra cũng hơi quá đáng, thì đúng ra định mệnh Thi khắc khe, không được có một cái mái gia đình trọn vẹn, hạnh phúc để đi hết đoạn quãng đời còn lại. Mà Thi nói nên điều này không biết rằng là mong là các anh chị suy nghĩ cho mỗi người một anh chị, cô bác ở đây, các anh chị, cô bác đi trước và các bạn, các như học trò để có một sự suy nghĩ. Thi thiết nghĩ rằng nếu trong những cái khúc mắc, trong mọi hoàn cảnh có thể đến chúng ta, cuộc đời có những cái phức tạp lắm, thì chúng ta phải có sự bình tĩnh. Đừng bao giờ nổi nóng với nhau hết. Yeah. Trước hết, cho một cơ hội. Mình cho một cơ hội trước một cái quyết định nào. Và nhớ là cô đã thường nói học trò, phải tự nhắc nhở mình, nhiều khi cô không được. Nhiều khi học trò nó cũng nói là cô là bệnh đúc có xương. Cũng nhắc nhở mình, nhưng mà nhiều khi không được. Mình phải lắng nghe nhiều hơn nói. Trong cái sự giao tế, trong cái công việc của mình, lắng nghe nhiều hơn nói. Và trong mà mình biết lắng nghe rất là tốt, mình lắng nghe, vợ chồng biết lắng nghe nhau, không cãi nhưng mà ngồi xuống nói chuyện với nhau, phân tích nhau. Đôi lúc ra là mình cảm thấy gì không vừa lòng được với người chồng, người vợ của mình, ngồi xuống phân tích nhau. Thì bằng cái tình thương, bằng cái trái tim hai người đã sẵn có rồi, có thể làm gì? Đứng lại nhìn mình để làm gì? Mình bỏ hay là mình hay thế nào đi? Mình hiểu được nhau. Hiểu được nhau. Cô thấy rằng nếu mà có một trái tim không gì khó hết. Tôi nói là các bạn không nhớ một câu văn của Pháp là trái tim có cái lý lẽ riêng của nó. Dạ, đúng rồi. Và có đôi lúc lý lẽ riêng của nó để bảo vệ những sai lầm cũng có, mà bảo vệ tình thương cũng có. Dạ. Lý lẽ trái tim nó ghê lắm. Lý lẽ trái tim nó bảo vệ tình thương các bạn, bảo vệ gia đình các bạn và bảo vệ những cái sai lầm các bạn. Một giai đoạn nổi thì bạn sẵn mặt thôi cũng có. Đó là sự thật. Dạ. Còn nói bây giờ thì em đóng đề tình cảm. Dạ, đúng khi rồi. Mà em nghi ngờ, thí dụ một người bạn nào đó nghi ngờ đến là người chồng của mình là có người bạn khác, phải không? Dạ. Thích đời có bồ, phải không? Dạ. Rồi bây giờ là thí dụ lứa tuổi. Dạ. Thí dụ lứa tuổi. Thí dụ 40 đi. 40 trung đi. Bình bây giờ đã số rồi, dạ, trung bình 40 đi. Bây giờ là một cái gia đình thực sự, đã có thực sự, dạ, không? Dạ, dạ, dạ. Rồi nghi ngờ ông chồng mình có một người khác. Dạ. Thì cô nghĩ rằng trước một sự tan vỡ nào đó, trước một cái gì đó, thí dụ mà cô mình bị broken chẳng hạn, đứng lại như mình trước. Tại sao mình đánh mất? Trước tiên, đôi lúc ra khi mình tự đánh mất mình, tự mình đánh mất. Vậy là hả cô? Người ta giữ nhau ở đời là cái gì các bạn? Là cái sự thế. Giữ bạn. Nhau ở đời, cái tình cảm càng ngày mình càng thấy nó vun bồi lên, cũng là do cái sự thế. Và nếu mà cảm thấy mình bị hurt feeling, mà để nó như cái lỗ mọt hằng ngày nó đục mòn dần đi, cũng là cái sự thế. Thì bây giờ đó, nói về cái vấn đề mà nói là vấn đề là trong là nói vấn đề ngoại tình đấy, phải ngoại tình đó, nói thẳng tiếng nói, nãy ngại nói quá, nói thẳng tiếng nói đi cô, show tôi tiếng nói quốc gia, nói thẳng tiếng đó đi, ngoại tình coi chừng các bạn. Theo cái Thi thì chưa đi hết cái quãng đường đời trong hôn nhân mà còn dám nói, nhưng mà cái Thi cũng xin phép ý nghĩ của mình, nghĩa là gì? Nói về vấn đề ngoại tình, có những người lập gia đình họ chưa tìm thấy cái người đó, chưa là cái đối tượng. Tại vì học trò của tâm sự cũng nhiều lắm, cho nên không có giỏi đâu. Nghĩa là khi lập gia đình, người đó chưa đúng là đối tượng. Như là cơ duyên gặp nhau, để cưới, rồi cưới nhau. Dạ. Nhưng mà cái mộng trong cái người mà lý tưởng trong đầu chưa có xuất hiện ha? Chưa phải là mẫu người lý tưởng của mình, mà dạ. Tìm mình tuổi trẻ, từng tuổi dườm, tuổi thiên vừa lớn lên mơ mộng, mình gặp gì đó, hay mình thích cái mẫu người đó, mình chưa đúng ngặn. Rồi thời gian để mình thấy có những khác biệt, thì đùng một cái, họ có thể họ gặp một người khác. Đúng. Đúng như trong từ tư cách đến tất cả mọi vấn đề, đúng như người đó. Thì cô đã bảo đảm 100% là họ có tình cảm với người đó. Dạ. Yeah.